gần quá. Bữa nay lạnh quá mọi người ơi, lạnh quýu giờ luôn. Thì mọi người có nghe rõ không ta? Ngủ hết rồi. Okay. Bữa nay lạnh quá. À, lấy cái chìa khóa xe trong túi ra mà bỏ vô cái ống khóa của cái xe mà bỏ không được. Nó cứ cúng tay chân nó quíu lại được mà cứ xỏ tới xỏ luôn hoài không được. Một hồi nó mới vô. Bữa nay thì nó còn 9 độ F là khoảng âm 14 độ C. Âm 14 độ C, lạnh quá. Cho nên ra thực sự là mình nói là mong hết mong tới tháng 1 2 tháng 4 để mình dọt về quê hương của mình, yêu dấu của mình chứ. Ở đây cũng lạnh quá. À, hồi xưa còn trẻ thì sao mình chịu đựng hay thiệt ta, bây giờ mình rất là già rồi mình yếu xìu. À, mà rõ ràng âm 14, 15 độ thì đương nhiên là làm sao mà không lạnh được. Tất cả mọi người đều lạnh. Ở trong xe thì mở hít hết ga. Ừ, vậy mà cũng còn à. Nay trời Minnesota rất là lạnh, quýu giò luôn. Vẫn ông dài gân vẫn lái xe bình thường ha, cũng chịu chơi, cũng lái xe, cũng y xèo, nói chung là cũng bay bướm. Đang bảy đang chạy 70 mai là khoảng 120 cây số, 120 km một giờ. À, trời mùa đông thì hạ chạy xanh thì mình chạy vậy thôi, vẫn còn gần. Thế thì đúng ra không có livestream bên này đâu, nhưng mà tại vì lạnh quá thông báo cho mọi người biết cho nó vui. Ở đây cô đơn quá không có biết nói chuyện với ai. Vì đó mình mở lại kia mình nói chuyện là đúng ra cũng có một cái đề tài cũng đang hot, đang nổi cộm ở bên California, Nam California, cái vụ mà bà Nhật Linh với lại cộng đồng người Việt ở bệnh. Rồi thứ hai nữa là ông Phan Thị Dân tuyên bố là không có chấp nhận lá cờ vàng ba, không chấp nhận cờ đỏ sao vàng. Cái chuyện đó là cái chuyện đúng mình được cười, bởi vì nó đi nó lại hoài thì cũng chán, nhưng mà tại vì mình cũng không đụng chạm mấy cái lá cờ làm gì. Thì hai cái lá cờ là ngay bây giờ đã 50 năm rồi, đã làm chủ một cái đất nước, và mình chấp nhận cái điều đó là điều hiển nhiên, và không riêng gì đất nước mình mà cả thế giới đều chấp nhận và cảm phục luôn và nể luôn, nó thẳng là như vậy. Và cái lá cờ đỏ sao vàng nó đại diện cho đất nước Việt Nam mình đã 50 năm nay, và đã có chân có ghế và có trong Hội đồng Liên Hiệp Quốc rồi. Thế thì suy qua một cái cuộc chiến dài dẳng và lịch sử đã chứng minh rằng
đất nước Việt Nam ta là ngày xưa bị chia cắt từ thời kỳ Pháp thuộc, rồi bắt đầu từ Pháp thuộc mới bán xe đá banh qua cho thằng Mỹ, rồi thằng Mỹ mới giày xéo đất nước Việt Nam. Nói chung là có bàn tay ngoại bang, và mình không nói cái điều đó chi cho nó bệnh. Và lịch sử đã chứng minh một cái điều là mình không muốn nói, mà hãy nói ra thì mấy bà nói mình giữ rửa băng dục. Thì mượn lời cái bà Nhật Linh nói luôn, bà nói là bà nói nó rõ ràng, bà nói là và tham khảo tài liệu kể cả Mỹ cả cả quốc tế thì bắt được cuộc chiến Việt Nam và Mỹ tham nhũng tham chiến Việt Nam mình là cái bệnh đá vu cáo Việt Nam mình là thời kỳ Nixon là cuộc chiến cái xịt ra vịnh Bắc Bộ à, bắt đầu à. Có cớ anh mới đem vào, nó đi nó lại hoài bạn. Bởi vì các ông các bà này không hề biết sự thật là cái gì cả, họ không chấp nhận sự thật. Và họ nói ra thì cứ nói người ta nhục mạ lá cờ vàng, nhục mạ lá cờ đỏ, lá cờ gì đó cơ lắm. Thực chất ra là cái sự nhục nhã của lá cờ vàng thì ông Thiệu và ông Kỳ với bộ sậu tướng lĩnh Việt Nam đã làm nhục rồi, đâu cần phải tới bây giờ. Và cái đó, cái điều đó ra không chứng danh, họ rõ ràng là như vậy. Mình thắc mắc mình hỏi hoài thôi, nhưng mà có điều đúng ra live stream nói bậy bạ thôi, chứ đúng ra nói chi tiết về nhà mình mình nói sâu vấn đề nó nhiều hơn. Nhưng mà có điều chẳng lên xe buồn quá thì live stream nói chuyện cho các bạn chơi. Thế thì còn một năm nữa là đủ 50 năm rồi, nó chìm vào dĩ hoài dĩ vãng. Và nó đi nó lại hoài, nhắc như vậy không lẽ ngày nào cũng nói hoài thì không đáng nói, không nên nói. Và không, các bạn phải hiểu cái điều đó, cái danh từ tị nạn cộng sản cái đó do các ông đặt ra, chứ ai đâu có tin từ trên đây, đâu có cái chuyện mà người ta có thể nói là tị nạn chính trị, chứ không bao giờ ai nói tị nạn cộng sản cả. Quy chế tị nạn chính trị là của nước Mỹ đưa ra, mà các ông đâu phải tị nạn chính trị đâu, cái ông chạy mà mệt quá. Nó này là nó béo dồ béo cẳng. Coi coi không biết nữa. Nhiều chuyện vô lý. Đầu năm 2024 thì có một vị nguyên thủ quốc gia của đất nước Indonesia đã sống đất nhà nước mình. Thật sự là vui đầu năm nha. Nhưng mà cái ông đó đi sao? Đi sao? Bạn già tôi không biết, tôi Phượng đi về trước. Có cái là sông đất Việt Nam là ngoại kiều, hình như là Peter Phượng đầu tiên đó. Năm sáu người coi đã ta. Ok, vậy thì mình nói tiếp tí xíu là bên này. Tất cả các ông các bà nói đi nói lại thì các ông không bao giờ chấp nhận cái sự thật. Mặc dù cái sự thật cái đắng cay, nhưng mà các ông phải nói một cái điều, các ông hầu như hoàn toàn giống như một đứa trẻ lên ba. Vấn đề lý tưởng và danh dự trách nhiệm gì đó các ông không có, và con mẹ gì cả, nó thẳng là như vậy. Tính tôi là người lính Việt Nam Cộng Hòa này. Bởi vì người ta không có lý tưởng, cho nên vì chỗ đó người ta mới không thắng được.
nó khác là như vậy, chính xác là như vậy. Rất nhiều người, rất là nhiều, tôi đã dẫn chứng rất là nhiều lần rồi. Thì tôi cũng giống như các ông thôi, cũng là người lính Việt Nam Cộng Hòa thôi. Nhưng mà chúng ta phải có một dấu hỏi, mình phải hỏi tại sao, rồi mình tự tìm lời giải đáp. Còn các ông là không cần muốn lời giải đáp, ông chỉ cần vu cáo, ông chỉ cần không cần giải thích, ông không cần biết, thẳng là như vậy. Tại làm sao người lính Việt Nam Cộng Hòa người ta vẫn trang bị đầy đủ tận răng, súng ống đầy đủ, quần áo dài bốt đầy đủ, rảnh lương hàng tháng đầy đủ, mà tại sao vẫn bại trận là sao? Cho tôi câu trả lời đi. Trong khi đó người lính Bắc Việt, nhiều người lính Bắc Việt đã bị bắt và đã có những hình ảnh mà đưa ra, hầu như họ cầm súng và ở dưới không có mặc quần, chứ có quần xà lõn thôi. Mà tại sao người ta thắng? Các anh giải thích cho tôi coi, giải thích đi. Đó là gì? Chẳng còn vì lý tưởng. Bây giờ sau này mình mới tiếp bình phục cái điểm mở lại đất nước và đã sinh hoạt. Nó chỉ sinh hoạt là không có đúng, nhưng một cái điều là sống chung và hiểu được cái bản chất người Cộng sản là như thế nào. Họ tội lắm, họ hiền, và họ nói chung là họ giống như là không biết gì, và họ chỉ có mục tiêu duy nhất là nối lại hai miền Nam Bắc thống nhất, mục tiêu duy nhất của họ. Ngoài ra họ không cần biết gì cả. Và đó là một cái mà mình cảm thấy mà tới bây giờ mình vẫn cảm thấy là thầm kính phục. Nghĩa là mình không biết nói như thế nào, nhưng mình rất là cảm động. Mặc dù mình là người lính bên kia chiến tuyến, nhưng mà mình cảm thấy cái hành động của các anh ấy làm mình cảm thấy mình kinh sợ sự gan trường cây kiên cương, tức là kiên cường gọi là gan dạ của các anh. Đó, một cái khác là như vậy. Còn các ông sống chưa chắc gì ông đã chạy mà. Có nhiều cái này. Nói một cái khác cho nữa, ngày 30 tháng 4 chẳng ai đuổi các ông đi cả. Nói một cách cho nó gọn nhẹ và nó cho thấu tình đạt lý là tới ngày 30 sau khi hoàn toàn thống nhất đất nước thì người ta kêu gọi tất cả mọi người buông súng đầu hàng, và người nào về nhà đó, ok. Họ chẳng ai, không ai đuổi các ông đi, và cũng không ai kêu ông vượt biên cả, không ai bảo anh vượt biên cả. Và tôi nhắc lại một lần nữa, chẳng có ma nào đem cái súng mà kề với đầu các anh, nói các anh là mày phải đi, mày không đi là tao bắn mày. Không có, bao giờ có cái chuyện đó. Thế thì các anh đi khổ sướng buồn vui tủi nhục gì đó là phải các anh tự chịu lấy chứ, bắt bớ gì đâu mà phải. Một cái điều nữa là đã là người Việt Nam mà dùng cái từ Nam Bắc hoặc là chiến tranh và mà ăn cướp Việt Nam là hoàn toàn là những người đầu óc không có ra bệnh hoạn rồi. Không ai trên đất nước Việt Nam mà muốn một đất nước bị chia cắt cả. Có một cách khác ấy. Chỉ có những cái loài người mà hầu như là họ không ở sống ở dưới đất nẻ, họ chui lên hoặc là kiến dế, mà nó thuộc dạng như một thú vật ấy, thì họ mới nghĩ đến cái chuyện rùi bu vậy. Đấy là người Việt Nam, đấy là đất nước Việt Nam, đấy là con người Việt Nam. Trời ơi, mà còn phải phân chia ra. Tại sao mà nói một cách khác là thấu tình đạt lý mà các ông phải tình nhỏ nhen ích kỷ. Mình biết nói sao cho cái xứng với là cái lời đó. Vẫn dùng những cái từ miền Nam, miền Bắc, kỳ thị dùng miền rồi đấy. Một người Bắc không phải là người Việt Nam mà, người Trung không phải là người Việt Nam mà, rồi người Long Xuyên không phải là người Việt Nam mà, rồi người miền Tây không phải là người Việt Nam mà. Chỉ vẫn còn trong đầu vẫn còn những cái thứ như vậy thì tôi hỏi không lớn nổi mà, nó thật mất các ông không lớn nổi. Đừng nói làm chi mà không chấp nhận cười này cười kia, kệ mấy ông không chấp nhận, nhưng mà người ta chấp nhận thì đó, cả thế giới thì chấp nhận, chứ không chỉ là con kiến con dế thôi, nó là cái gì cả. Đi cục rồi tới nơi bây giờ mới nãy giờ coi. Ok, ủa 8 người coi hả trời?
ok à. À, đây. Bữa nay đi công chuyện cho nên ra mà hôm qua nay thấy ồn ào Phô Nguyễn ha, Linh nói chuyện chơi mày. Tao thấy nhiều cái nó có buồn cười. Nó có những cái mà mình như là mình không thể nào mà đã gọi là một con người, nhưng mà mình cái chuyện mà ông không thích hoặc là ông không chấp nhận cái chuyện có kể ổng, nhưng mà ổng nói nhiều câu rất là buồn cười. Trong khi đó cả một cái đất nước, cả một cái thể chế, cả một cái lá cờ đại diện. Thôi chắc là em kêu hoài chắc là